đảo Lý Sơn, vốn được mệnh danh là Hòn Ngọc Biển Khơi, là bảo tàng sống động về di sản thiên nhiên, di sản địa chất, di sản in đậm dấu vết của nền văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chăm Ba và văn hóa Đại Việt mà không có nơi nào trên dải đất hình chữ S Việt Nam thân yêu có được. Nơi đây còn lưu giữ những tư liệu quý, những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể sống động, minh chứng lịch sử xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chính vì vậy, hôm nay Đức Tuấn và Mỹ Linh đã trở lại Lý Sơn để không chỉ đắm mình vào những trải nghiệm tuyệt vời mà còn đến đây với lòng tự hào và tình yêu vô bờ bến với biển đảo quê hương. Nào, chúng ta hãy khoác ba lô và lên đường! Cho tôi mơ giấc mơ về một miền trong xanh dân gian, và hãy cho tôi đi đến nơi biển dạt dào yêu thương sóng vô bờ. Bao ngày tôi sống trải qua gần 11 triệu năm kiến tạo kể từ những đợt phun trào núi lửa đầu tiên, mẹ thiên nhiên mang lại cho vùng đất đảo Lý Sơn những thắng cảnh tuyệt tác, lôi cuốn bao người vượt sóng trùng dương đến chiêm ngưỡng và khám phá. Lý Sơn có đảo lớn hay còn gọi là Cù Lao Ré, đảo bé hay còn gọi là Cù Lao Bờ Bãi và Hòn Mù Cu. Đảo lớn có 5 ngọn núi, trong đó có 3 miệng núi lửa lộ thiên là Giếng Tiền, Thới Lới, Hòn Tai và dấu vết của nhiều miệng núi lửa dưới nước khác. Khám phá miệng núi lửa là một trong những trải nghiệm độc đáo tại Lý Sơn. Trước cột cờ Tổ quốc trên đỉnh Thới Lới, cột mốc sống khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam là bất khả xâm phạm. Đứng giữa biển trời bao la khiến tôi thấy mình nhỏ bé và có những cảm xúc mãnh liệt bởi niềm tự hào dân tộc. Từ đỉnh núi Thới Lới, chúng tôi có thể ngắm nhìn trọn vẹn toàn cảnh thiên nhiên ảo diệu của vùng đảo ngọc này. Em thấy không? Đứng trên này á, em sẽ cảm nhận hết cái niềm kiêu hãnh của cái đảo Lý Sơn này. Nó giống như là nó vươn ra giữa cái biển đông vậy đó. Lý Sơn thì nó sẽ được hình thành bởi 5 ngọn núi, và trong đó cái đỉnh Thới Lới này là cái đỉnh cao nhất với cái độ cao là 150m. Anh ơi sao kỳ diệu thế, ở trên đỉnh núi cao gần biển khơi như này lại có một cái hồ nước ngọt to như này hả anh? Theo anh biết thì đây á, là cái miệng núi lửa hồi xưa. Đây là cái miệng núi lửa lớn nhất của đảo Lý Sơn, và người ta đã tận dụng nó để làm hồ nước ngọt cho đảo. Thật là kỳ diệu và tuyệt vời ha. Chùa Hang là một ngôi chùa cổ linh thiêng mang đậm nét văn hóa cổ Chăm Ba, đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quyết định công nhận là di tích lịch sử văn hóa danh thắng cấp quốc gia. Dưới chân núi Thới Lới là hang Câu. Với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hang được hình thành từ nham thạch cách đây hàng triệu năm, được sóng và gió biển bào mòn, khoét sâu vào lòng núi. Khung cảnh ở đây còn hoang sơ,
nhưng rất thơ mộng và quyến rũ, hút hồn du khách, nhất là các cặp đôi hay dân phượt. Hòa mình vào một nhóm bạn trẻ, chúng tôi quyết định tổ chức cắm trại qua đêm trên bãi biển để thỏa sức vui chơi và cùng nhau đón bình minh lên. Bây giờ, chúng mình sẽ ghé thăm nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa, Kim Quảng Bắc Hải, nơi lưu giữ các tài liệu quý giá và bằng chứng sống động về hành trình khai khẩn, xác lập cột mốc và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông của những người lính hùng binh Hoàng Sa từ 3-4 thế kỷ trước, gắn liền với giai thoại về những ngôi mộ chiêu hồn và di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa. Hãy cho tôi mơ giấc mơ về một miền trong xanh dân gian, và hãy cho tôi đi đến nơi biển dạt dào yêu thương. Còn đây là miệng núi lửa giếng Tiền, vẫn còn giữ nguyên trạng với thảm thực vật đặc trưng gắn liền với chùa Đục và những câu chuyện tâm linh của ngư dân địa phương. Bao ngày tôi nhớ em nhiều, tâm hồn tôi như bãi cát khô. Đến với Lý Sơn, một địa điểm độc đáo chúng ta không thể bỏ qua là cổng đá mang tên Tò Vò. Nào, cùng selfie thôi. Biển siêu dàng làm khô nước mắt, biển vỗ về niềm đau tháng ngày dài lòng đau. Hãy cho tôi mơ giấc mơ. Buổi tối ở Lý Sơn thật tuyệt. Chúng ta hãy cùng khám phá chợ đêm với vô số các loại hải sản độc đáo nhé. Biển dạt dào yêu thương đến chân trời. Bao ngày tôi sống như dạ tràng trên cát mệt nhoài. Ngày thứ hai, chúng tôi dậy thật sớm và lên kế hoạch khám phá vẻ đẹp hoang sơ của đảo Bé. Đảo Bé hay còn gọi là đảo An Bình, đẹp hài hòa như một bức tranh thủy mặc với bãi tắm tuyệt vời, làn nước trong vắt và xanh thẳm, những vách đá nham thạch hình cánh cung kỳ vĩ sừng sững trong tiếng sóng vỗ rì rào ngày đêm. Bãi Tiên ở đảo Bé với rặng dừa xanh là nơi chúng tôi có thể cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời, không thể nào quên trong hành trình tuổi trẻ và tình yêu với Lý Sơn. Vốn được mệnh danh là Vương quốc tỏi, từ những cánh đồng xanh mướt, những người nông dân đã tạo ra thương hiệu hành tỏi Lý Sơn mà du khách nào cũng muốn thưởng thức và mang về làm quà món đặc sản này. Quả thực, chỉ khi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nhưng rất đỗi bình dị và thuần khiết của Lý Sơn, chúng tôi mới có thể cảm nhận đầy đủ và sâu sắc những giá trị độc đáo về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người của hòn đảo tiền tiêu thiêng liêng này của Tổ quốc. Chuyến đi đã đưa chúng tôi đến gần nhau hơn và thêm yêu biển đảo quê hương.
tôi nhớ em. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại Lý Sơn, đảo tình yêu.